nghề nuôi tôm he, tôm sú, tôm thẻ chân trắng đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh bùng phát khắp nơi. Hiệu quả kinh tế thấp do có nhiều rủi ro. Chất lượng sản phẩm kém do dư lượng kháng sinh và hóa chất độc hại. Để khắc phục các trở ngại trên, cần phải thay đổi quy trình kỹ thuật nuôi tôm hạn chế sử dụng kháng sinh trong phòng trị bệnh và hạn chế sử dụng hóa chất trong cải tạo ao nuôi, xử lý nước cấp, xử lý nước trong quá trình nuôi và xử lý nước thải nhằm hướng đến nuôi thủy sản bền vững, an toàn sinh học, an toàn môi trường. Cần thiết phải sử dụng chế phẩm sinh học vào tất cả các khâu kỹ thuật trong toàn bộ quy trình nuôi. Sử dụng chế phẩm sinh học trong cải tạo ao, xử lý nước cấp, xử lý nước trong quá trình nuôi, xử lý nước thải và xử lý chất thải. Tác dụng của chế phẩm sinh học trong môi trường nước. Kích thích sự phát triển các vi sinh vật có lợi. Cạnh tranh môi trường sống, làm giảm các số lượng vi sinh vật có hại, ổn định môi trường ao nuôi. Giúp chuyển hóa các chất hữu cơ như thức ăn dư thừa, xác tảo, cặn bã thành chất vô cơ không độc hại cho tôm nuôi. Chuyển các chất độc hại như NH3, NO2 thành các chất không độc hại như NO3-, NH4+. Từ đó làm ổn định chất lượng nước và nền đáy trong ao nuôi. Đối với phát triển thủy sản bền vững thì cả Việt Nam cũng như là thế giới hướng tới là dùng các loại chế phẩm sinh học, là các cái loại vi sinh. Vừa là bảo đảm được môi trường, vừa bảo đảm cho sức khỏe của con tôm. Không phải sử dụng các cái hóa chất kháng sinh trong nuôi tôm để bảo đảm cái an toàn thực phẩm và gọi là tôm sạch. Tác dụng chế phẩm vi sinh trong hệ tiêu hóa của tôm. Kích thích vi khuẩn có lợi phát triển, cạnh tranh để giảm dần số lượng vi khuẩn gây bệnh đường ruột cho tôm. Tham gia quá trình biến dưỡng, tạo vitamin, chuyển hóa các chất dinh dưỡng từ thức ăn cung cấp năng lượng cho tôm nuôi. Tiết ra một số chất kháng sinh, enzyme hay hóa chất kìm hãm tiêu diệt mầm bệnh, nâng cao sức khỏe và sức đề kháng cho tôm nuôi. Kích thích quá trình bắt mồi và chuyển hóa thức ăn, nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn. Ăn các cái men vi sinh, gọi là các enzyme. Có thể có vi sinh vật cả một cái tổ nó sống vào thì cái men vi sinh để cho con tôm nó tiêu hóa tốt, tăng sức đề kháng, tránh được bệnh, thế thôi, rất đơn giản, thế mà môi trường sạch. Thành phần, hình thức và các chủng loại chế phẩm sinh học. Thành phần gồm các vi khuẩn có lợi như Bacillus, Lactobacillus, Nitrosomonas, Nitrobacter và các chất dinh dưỡng cung cấp cho hoạt động sống của vi khuẩn như các đường đơn, muối canxi, muối magie. Hình thức đóng gói ở dạng bột có mật số vi khuẩn cao và dạng nước được chứa trong các thùng nhựa có mật số vi khuẩn thấp hơn. Chủng loại, loại chế phẩm dùng để xử lý môi trường trước, trong và sau khi nuôi, Bacillus, và loại chế phẩm trộn vào thức ăn cho tôm, Lactobacillus. Thì giờ chúng ta phải nhân sinh khối. Thế nên chúng tôi nói gọi là nhân sinh khối theo đúng cách hay người ta nói với nông dân là ồ, men vi sinh nó tăng sinh lên. Tức là từ 1 nó thành 1 triệu lần chứ không phải 1.000 lần đúng nhá. Ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm thương phẩm hiện nay được coi là một giải pháp hỗ trợ mang tính tất yếu để ngành nuôi tôm công nghiệp tại nhiều nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng ổn định và phát triển bền vững. Nuôi tôm trên cát theo mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học không sử dụng kháng sinh và hóa chất cần được ứng dụng trong tất cả các khâu của quá trình nuôi tôm và có thể chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, trước khi thả giống. Cải tạo ao nuôi được tiến hành gồm các khâu sau: tháo cạn nước trong ao, dọn bùn đáy ao và sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý bùn đen ở đáy ao, phơi đáy 10 đến 15 ngày. Cây sới đáy ao để các khí độc như NH3, H2S thoát ra khỏi đáy ao, tạo điều kiện thuận lợi cho hệ vi sinh vật phân giải ở đáy ao phát triển mạnh. Bón vôi cải tạo đáy và bờ ao. Cấp nước và diệt khuẩn với các sản phẩm không độc cho tôm như vi công. Chỉ diệt khuẩn bằng chlorine khi thực sự cần thiết với những ao nuôi khi vụ trước bị bệnh hoặc ao nuôi nằm trong vùng có dịch bệnh nghiêm trọng. Sau 5 đến 6 ngày, tiến hành diệt tạp và bón phân gây màu nước.
Đối với những ao nuôi khó gây màu nước, có thể sử dụng chế phẩm vi sinh Probio để gây màu nước. Với những ao nuôi có đáy bị nhiễm phèn nặng, dùng chế phẩm vi sinh chuyên xử lý phèn có chủng vi sinh Theobacillus spp để xử lý phèn. Sử dụng chế phẩm vi sinh theo chỉ dẫn của nhà sản xuất để gia tăng hàm lượng vi sinh vật có lợi trong ao nuôi. Kiểm tra thành phần vi sinh trong ao khi đạt yêu cầu thì tiến hành thả giống. Nên bây giờ ta phải dùng chế phẩm vi sinh, các cái enzyme nó sẽ phân hủy các cái vi khuẩn có hại. Nên là phải dùng ngay từ khi tháo cạn ao. Thì thường người ta bón chế phẩm vi sinh xuống đó ủ khoảng 3 đến 5 ngày để chế phẩm vi sinh nó làm sạch cái đáy ao. Mà không cần phải bón một cái thuốc khử trùng nào cả. Bơm nước vào cũng lại bón chế phẩm vi sinh vào cho làm môi trường. Giai đoạn 2 trong quá trình nuôi. Sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý môi trường, nước định kỳ trong suốt vụ nuôi để ổn định một số vi khuẩn có lợi trong ao nuôi nhằm duy trì chất lượng nước trong suốt vụ nuôi và phòng trừ dịch bệnh. Sử dụng chế phẩm vi sinh trộn vào thức ăn trong suốt quá trình nuôi để ổn định hệ vi sinh vật trong đường ruột của tôm nhằm tăng cường sự bắt mồi của tôm, tăng khả năng tiêu hóa và hấp thu thức ăn, nâng cao hiệu suất sử dụng thức ăn, đồng thời giúp phòng trị các bệnh về đường ruột của tôm. Thường men vi sinh thì chúng tôi yêu cầu nếu khi đã nuôi tôm là cho ăn liên tục từ khi nuôi cho đến thu hoạch. Chứ không phải, thí dụ nó rất đơn giản, một cái men vi sinh như enzyme BFS chẳng hạn thì cứ 5 gram cho 1 cân thức ăn, từ 1 kg thức ăn mà cho ăn tất cả từ khi nuôi tôm cho đến khi thu hoạch thì cái men vi sinh luôn luôn có trong tôm. Giai đoạn 3, sau khi thu hoạch tôm thương phẩm, sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường, sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý chất thải sau khi kết thúc vụ nuôi. Loại chế phẩm vi sinh thường sử dụng. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại chế phẩm vi sinh với nhiều thương hiệu khác nhau. Tuy nhiên, chế phẩm vi sinh được dùng phổ biến nhất, giá thành thấp, hiệu quả sử dụng cao và dễ áp dụng cho các hộ nuôi tôm là chế phẩm IM. IM là sản phẩm đề xuất của giáo sư tiến sĩ Teruo Higa. Chế phẩm này gồm 87 loài vi sinh vật kỵ khí và hiếu khí, được lựa chọn từ 2.000 loài vi sinh vật sử dụng phổ biến trong công nghệ thực phẩm và công nghệ lên men, gồm vi khuẩn quang hợp, vi khuẩn lactic, nấm men, xạ khuẩn, nấm sợi. Độ pH dưới 3,5, dạng dung dịch, mùi thơm, chua ngọt, màu nâu. 87 loài đó có thể là dùng một trong những loài nào tốt thì dùng vào đó thôi. Thế bây giờ ở Nhật thì ông đề xuất, nhưng mà sang Việt Nam nó khác, sang Mỹ nó khác, sang tất cả thế giới nó mỗi nơi nó có một cái vi sinh vật tốt hay không nó khác. Nên chúng ta phải chú ý cái chuyện đó. Cách sản xuất IM2 từ IM gốc. Cách tiến hành với thùng chứa 50 lít, vô trùng các thùng chứa, cho vào 46 lít nước ngọt sạch khuẩn, cho vào 1 kg mật đường khuấy đều, cho vào 2 kg cám gạo hoặc bột ngô thay bằng mật đường cũng được, khuấy đều, cho vào 10 g muối ăn thay bằng khoáng vi lượng, Nevertoc tốt hơn, khuấy đều, cho vào 1 lít IM gốc khuấy đều, đậy nắp ủ yếm khí trong thời gian 7 ngày. 15 đến 20 tiếng là nó ra cái chế phẩm tăng sinh khối, nó gư như là vi khuẩn gốc. Cái thứ nhất là nó sẽ hơi chua, có mùi thơm của đường. Đo pH lúc đó có thể là xuống 4. Có thể nhìn bằng mắt thường nữa, cho vào trong cái can hoặc trong cái phi, nó còn sôi ngục lên. Đó, khi nó nhiều nó sôi lên, tức là nó đẩy các cái khí carbonic lên. Với các thể tích lớn hơn 100 lít, 200 lít, 500 lít thì tăng các loại nguyên liệu tỷ lệ thuận với tăng thể tích. Cách sử dụng: xử lý nước 50 lít IM2 trên 1.000 mét khối nước, xử lý đáy ao 10 lít IM2 trên 1.000 mét vuông đáy ao, sử dụng định kỳ trong các ao nuôi 50 lít IM2 trên 1.000 mét khối nước, trong tháng nuôi đầu 5 đến 7 ngày một lần. Tháng thứ 2 sử dụng 3 đến 5 ngày một lần và tháng thứ 3 trở đi 2 đến 3 ngày một lần. Thì nuôi tôm thì phải nhớ là 3 ngày một lần, nuôi cá là 5 ngày một lần. Nếu cùng lắm mà quên thì 7 ngày, mà tôm cùng quá quên thì 5 ngày. Còn khi gây màu khi vào nuôi tôm thì mỗi ngày một lần. Cách sản xuất IM5 từ IM gốc. Nguyên liệu: 1 lít IM gốc, 1 lít mật đường, 1 lít giấm, 2 lít rượu. Cách tiến hành: dùng bình có nắp đậy sạch khuẩn,
thứ tự cho các nguyên liệu vào 2 lít rượu, 1 lít giấm, 1 lít mật đường, 1 lít yêm gốc, khuấy đều đậy kín, ủ yêm khí trong 3 ngày. Rượu không cẩn thận, rượu methylic thì coi như là hỏng luôn chế phẩm vi sinh. Đấy, nó phải rượu ethylic thì được, chứ rượu methylic là rượu độc. Lít giấm thì người ta phải là giấm thanh, giấm ủ từ gạo, từ gác thứ ra thì được. Chứ mà giấm ông này rồi cho ủ, ông pha từ cái acetic đập đặc xong ông cho ra thì coi cái giấm nó cũng là nó diệt luôn cả vi khuẩn chúng ta. Nên tốt nhất là mật đường để cho tăng lên. Nhưng chế phẩm vi sinh khi ủ cực kỳ quan trọng là nhiệt độ. Khi nhiệt độ từ 22 trở lên thì chế phẩm bắt đầu mới hoạt động. Nhưng mà nhiệt độ trên 35 độ vì chế phẩm vi sinh này cũng lắm chuyện là nó nóng quá nó không chịu được. Liều lượng sử dụng 3,5 lít IM5 trên 1.000 m². Cách sử dụng: xử lý đáy ao 5 lít IM5 trên 1.000 m², xử lý nước 4 lít IM5 trên 1.000 m³, định kỳ 7 ngày một lần. Khi tôm lớn tăng số lần sử dụng. Không sử dụng chế phẩm vi sinh đồng thời với kháng sinh và hóa chất diệt khuẩn. Sử dụng đúng liều lượng, không nên theo quan niệm sử dụng càng nhiều càng tốt. Chế phẩm vi sinh dạng bột nên dùng nước của ao nuôi hòa tan và sục khí mạnh 2 đến 4 giờ trước khi sử dụng để gia tăng sinh khối vi khuẩn. Chế phẩm vi sinh dạng nước nên ủ yếm khí để gia tăng sinh khối trước khi sử dụng. Thời gian xử lý vi sinh tốt nhất vào khoảng 8 đến 10 giờ sáng lúc nắng ấm, trời trong và hàm lượng oxy hòa tan cao. Cần định kỳ xử lý vi sinh để duy trì một mật độ vi khuẩn thích hợp nhằm kiểm soát sinh học môi trường nước và đáy ao, ổn định các yếu tố môi trường, ao nuôi, ngăn ngừa các loài vi khuẩn gây bệnh, tạo độc và mầm bệnh tiềm tàng trong ao. Thế bây giờ nhiệt độ của chúng ta nên khi nuôi tôm thì chúng ta yêu cầu nhiệt độ phải không được dưới 22 độ. Dưới 18 độ là tôm chiên trắng là chết, không chịu được. Dưới 15 độ là chấm hết. Đấy. Nên chế phẩm vi sinh nó cũng tại sao nó lại chết? Vì chế phẩm vi sinh không hoạt động được. Không hoạt động thì không làm sạch môi trường được. Cái thứ hai là yếu tố pH. Với bản thân chế phẩm vi sinh phải sản sinh ra các axit. Cái pH là nó trung tính thôi, từ 7 đến 8,5 là tốt nhất. Nếu vượt lên 9 thì là quá kiềm cũng không được. Nhưng mà xuống dưới 6 cũng không được. Thời gian và tần suất sử dụng. Nên sử dụng vi sinh ngay từ đầu vụ để đạt hiệu quả cao. Từ giữa vụ đến cuối vụ sử dụng vi sinh sẽ đạt hiệu quả thấp. Đầu vụ 7 đến 10 ngày sử dụng một lần. Từ giữa đến cuối vụ 3 đến 4 ngày sử dụng một lần. Liều lượng sử dụng. Sử dụng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Sử dụng quá nhiều sẽ gây mất cân bằng sinh thái. DO giảm, vật nuôi bị kích ứng, stress. Sử dụng quá ít sẽ không đạt hiệu quả tốt. Chế phẩm vi sinh vào nó sẽ diệt tất cả các vi khuẩn gây bệnh ở trong ruột con tôm. Và đồng thời ở ngoài môi trường nó cũng diệt bớt đi. Nó không phải diệt hết, nhưng nó làm cho cái mật độ cái con vi khuẩn gây bệnh nó sẽ ít đi. Nó không gây được bệnh. Cách phòng trị một số bệnh tôm bằng chế phẩm vi sinh. Tôm nổi đầu do khí độc, hòa tan 2-3 lít IM gốc vào 20 lít nước lấy từ ao nuôi rồi tạt đều vào ao nuôi ngay từ lúc tôm nuôi nổi đầu. Mở các giàn quạt chạy hết công suất. Tôm bị mòn đuôi, cụt râu, sử dụng 50 lít IM2 trên 1.000 m² một ngày, dùng liên tiếp 3 lần với khoảng cách 2 ngày một lần. Tôm bị đóng rong, dùng 4 lít IM5 trên 1.000 m², dùng liên tiếp trong 5 ngày vào buổi sáng. Khi tảo chết nhiều, độ pH thấp, dùng vôi để nâng độ pH. Tôm bị bệnh đốm trắng, sử dụng 5 lít IM5 trên 1.000 m² một ngày, dùng liên tiếp trong 5 ngày vào buổi sáng. Khi tôm lột xác nhiều, ngừng sử dụng IM5 và sử dụng 50 lít IM2 cho 1.000 m² trong 2 ngày. Dùng liên tiếp đến khi bệnh đốm trắng giảm dần. Làm cho môi trường bền vững, hạn chế mức tối đa không có bệnh. Thứ ba nữa là sản phẩm làm ra an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì không dùng chế phẩm, không dùng kháng sinh. Thứ bốn nữa là gì? An toàn vốn. Tức là bỏ tiền ra nuôi tôm là thu được, hồi lại được. Nên là chúng tôi nói vui nó là 4 chữ A. An toàn môi trường, an toàn bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn vốn.
Áp dụng chế phẩm sinh học không sử dụng kháng sinh và hóa chất trong nuôi tôm thực phẩm có thể quản lý được chất lượng nước trong suốt vụ nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, khống chế được dịch bệnh, giảm thiểu rủi ro, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, hạ giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đây là giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi tôm thương phẩm trên cát, áp dụng dễ dàng đối với hộ nuôi tôm vừa và nhỏ.